Cô thân chào các em. Chúng ta đến với tiết ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023 ở cái môn lịch sử và địa lý lớp 7. Video clip ôn tập này sẽ được đăng tải trên kênh trực tuyến của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Phần ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 của chúng ta sẽ có hình thức kiểm tra như sau, bao gồm hai phần. Phần thứ nhất, trắc nghiệm sẽ có thang điểm là 4 điểm trên 10 điểm. Phần thứ hai là phần tự luận sẽ có thang điểm là 6 điểm trên 10 điểm. Và tổng thời gian làm bài cho môn lịch sử địa lý lớp 7 là 60 phút. Nội dung ôn tập mà chúng ta sẽ bao gồm hai môn. Ở môn lịch sử thì nội dung ôn tập được giới hạn trong bài 19, bài 20. Môn địa lý thì nội dung ôn tập sẽ được giới hạn bài 15, bài 16 và bài 17. Và bây giờ chúng ta đến với phần ôn tập nhé. Ở cái phần trắc nghiệm thì đối với phần trắc nghiệm, cách thức làm bài của các em là chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Và cô lưu ý là khi học để làm bài phần trắc nghiệm này, các em sẽ học đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. Chúng ta không học theo cách là đáp án A, B, C hay D, bởi vì khi thiết kế đề kiểm tra thì các đáp án A, B, C, D này sẽ được thay đổi thứ tự. Do đó chúng ta bắt buộc phải học đáp án đúng là gì cho mỗi câu hỏi. Rồi, chúng ta đến với câu số 1. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Đáp án đúng là Lê Lợi. Câu 2. Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động 1418-1423 diễn ra như thế nào? Đáp án đúng là gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải 3 lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc. Câu số 3. Vì sao quân Minh lại chấp nhận đề nghị tạm hòa của Lê Lợi vào năm 1423? Đáp án đúng của câu này là để tìm cách mua chuộc Lê Lợi. Câu số 4. Kế hoạch giải phóng Nghệ An của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra? Chúng ta đều biết đây là kế hoạch của Nguyễn Chích. Năm 1424, vì sao nghĩa quân Lam Sơn chuyển hướng vào phía Nam đánh chiếm Nghệ An? Đáp án là bởi vì Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông. Câu số 6. Ý nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc? Các em lưu ý là không phải nha. Chúng ta phải chọn đáp án cho nó đúng. Đáp án đúng chính là quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quang. Câu số 7. Từ tháng 9 năm 1426, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã chuyển sang giai đoạn nào? Đáp án là chuyển sang giai đoạn phản công quân Minh. Câu số 8. Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là hai trận đánh nào? Đáp án chính là trận Tốt Động Trúc Động và trận Chi Lăng Sơn Giang. Hai cái trận đánh đã quyết định sự toàn thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Câu 9. Ai là người đã cùng Lê Lợi lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn và viết tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo? Người đó chính là Nguyễn Trãi, người có vai trò quan trọng trong cuộc khởi nghĩa này và cũng là tác giả của Bình Ngô Đại Cáo, một tác phẩm viết về toàn bộ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ những tháng ngày đầu tiên khởi nghĩa cho đến ngày toàn thắng. Câu 10. Cuối năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở đâu? Đáp án đúng là trận Tốt Động Trúc Động. Câu 11. Sau thất bại ở Chi Lăng Sơn Giang, tình hình quân Minh ở Đông Quang như thế nào? Đáp án đúng là vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quang rút quân về nước. Câu 12.
Vương Thông đã quyết định mở cuộc phản công đánh vào căn cứ chủ lực của nghĩa quân Lam Sơn ở đâu? Đáp án là ở Cao Bộ. Cao Bộ là căn cứ nơi đóng quân chủ lực của nghĩa quân Lam Sơn. Câu 13. Tại trận Tốt Động Chút Động, nghĩa quân Lam Sơn đã tổ chức đánh quân Minh như thế nào? Đáp án đúng là bố trí mai phục, phục kích khi địch rơi vào trận địa. Câu 14. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Đáp án đúng của câu này là kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra thời kỳ phát triển của đất nước. Chúng ta đến với phần trắc nghiệm của phân môn địa lý. Thì cách thức cũng giống như phần trắc nghiệm của phân môn lịch sử là chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Câu tiếp theo, ở phần địa lý câu 15, nơi nào dưới đây không thuộc khu vực Trung và Nam Mỹ? Đáp án là Mũi Hảo Vọng. Câu 16, tự nhiên ở khu vực Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều nào? Đáp án của câu này là phân hóa theo chiều Đông Tây, Bắc Nam và theo chiều cao. Câu 17, dãy núi cao đồ sộ nhất Nam Mỹ là dãy núi nào? Đó chính là dãy núi Andes. Câu 18, nếu xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam ở lục địa Nam Mỹ thì lần lượt ba đồng bằng lớn là những đồng bằng nào? Rồi đáp án của chúng ta là đồng bằng Amazon, rồi tới đồng bằng La Plata và đồng bằng Pampa. Câu 19. Địa hình Sơn Nguyên tập trung phân bố chủ yếu ở đâu? Đáp án của câu này là tập trung chủ yếu ở phía đông. Câu 20. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây theo các khu vực địa hình ở Nam Mỹ được thể hiện như thế nào? Đáp án đúng của câu này là các sơn nguyên ở phía đông, đồng bằng ở giữa và miền núi ở phía tây. Câu 21. Miền núi trẻ Andes có độ cao trung bình khoảng bao nhiêu mét? Đáp án là cao khoảng từ 3.000 cho đến 5.000 mét. Câu 22. Đới khí hậu xích đạo chiếm diện tích lớn ở đâu? Đáp án đúng là ở đồng bằng Amazon. Câu 23. Khí hậu ở vùng cực nam của lục địa Nam Mỹ thì như thế nào? Đáp án là mùa hạ mát và mùa đông không quá lạnh. Câu 24. Khí hậu ở eo đất Trung Mỹ và khu vực chí tuyến Nam ở lục địa Nam Mỹ có đặc điểm như thế nào? Với câu này thì đáp án đúng là nóng quanh năm, lượng mưa tăng dần từ Tây sang Đông. Câu 25. Đới khí hậu nào chiếm phần lớn eo đất Trung Mỹ và khu vực nội chí tuyến Nam ở lục địa Nam Mỹ? Đáp án đúng của câu này các em sẽ chọn là đới khí hậu nhiệt đới. Câu 26. Phần cực nam của lục địa Nam Mỹ thuộc đới khí hậu nào dưới đây? Đáp án đúng của chúng ta là đới khí hậu ôn đới. Câu 27. Cảnh quan điển hình ở những nơi mưa nhiều thuộc khu vực cực nam của lục địa Nam Mỹ là cảnh quan gì? Đáp án đúng là rừng hỗn hợp. Câu 28. Vùng Bắc và Trung Andes thuộc khí hậu nóng và ẩm ướt nên cảnh quan phổ biến ở đây là rừng gì? Các em chọn đáp án đúng là rừng xích đạo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tự luận. Phần tự luận cũng sẽ bao gồm cho hai phân môn lịch sử và địa lý. Ở phân môn lịch sử, chúng ta bắt đầu ôn phần tự luận của bài 19 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Câu hỏi cho phần tự luận thì chúng ta sẽ viết dưới hình thức trình bày, là viết ra câu trả lời. Câu số 1, trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
năm 1418, năm 1427 thì các em sẽ viết câu trả lời của mình bao gồm 4 ý tương ứng với là 4 nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Câu tiếp theo, trình bày chính sách phát triển nông nghiệp và thủ công nghiệp thời Lê Sơ. Thì ở đây chúng ta thấy là có hai lĩnh vực nông nghiệp và thủ công nghiệp ở thời Lê Sơ. Thì ở mỗi lĩnh vực chúng ta sẽ trình bày những cái chính sách để phát triển cái lĩnh vực đó. Ở nông nghiệp thì chính sách là ban hành chính sách quân điền, chia ruộng đất cho người dân trong làng xã, cấm giết trâu bò bừa bãi. Ai cũng biết đây, cái chính sách này là để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp, cấm điều động dân phu trong mùa cấy gặt, đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp, đó là quan khuyến nông sứ, hà bê sứ, đồn điền sứ. Rồi về thủ công nghiệp thì Đông Kinh là trung tâm kinh tế phần út nhất với 36 phố phường, các làng nghề thủ công phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Triều đình cũng lập ra cục bách tác, một cái hình thức xưởng thủ công nhà nước đó, để chuyên lo việc đúc tiền, đúc vũ khí, may áo mũ cho vua quan, và nó có tác dụng là thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển. Câu tiếp theo, hãy nêu vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nói về vai trò của Nguyễn Trãi, chúng ta biết là Nguyễn Trãi đóng một cái vai trò rất là quan trọng, là người góp phần đã dâng cái bình ngô sách cho Lê Lợi. Nguyễn Trãi cùng Lê Lợi lãnh đạo khởi nghĩa, đề ra đường lối chiến lược đúng đắn, là người soạn thảo chiếu lệnh đấu tranh ngoại giao với quân Minh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng đất nước. Câu tiếp theo, xã hội thời Lê Sơ có sự phân hóa như thế nào? Thì nói đến tình hình xã hội thì chúng ta đều biết đó là cái sự phân hóa giữa các giai cấp tầng lớp trong xã hội. Thì các em sẽ trả lời các ý sau đây. Xã hội thời Lê Sơ có sự phân hóa sâu sắc, được quy định bởi pháp luật. Xã hội thời Lê Sơ gồm hai tầng lớp. Tầng lớp thống trị gồm vua, quan lại, quý tộc, địa chủ. Tầng lớp bị trị gồm nông dân, thương nhân, thợ thủ công và nô tỳ. Và bây giờ sẽ là phần tự luận của phân môn địa lý. Câu hỏi của phần tự luận phân môn địa lý là hãy trình bày cái phương thức khai thác tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ. Như vậy đối với mỗi loại tài nguyên thì chúng ta sẽ nêu ra thuận lợi, hạn chế và những cái biện pháp để bảo vệ cái nguồn tài nguyên đó. Đối với việc khai thác tài nguyên nước thì thuận lợi là có nguồn nước ngọt dồi dào, nguồn nước được sử dụng tổng hợp trong nhiều lĩnh vực. Hạn chế là việc khai thác quá mức và lượng chất thải rất lớn đã làm ô nhiễm môi trường nước. Biện pháp đưa ra là đề ra quy định rất chặt chẽ về việc xả thải, tiết kiệm nguồn nước ngọt rất được chú trọng. Rồi, đối với việc khai thác tài nguyên khoáng sản thì thuận lợi là có nhiều khoáng sản có giá trị lớn, than, đồng, vàng. Hạn chế là hoạt động khai thác quá mức đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Biện pháp được đưa ra là sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như là mặt trời, gió thay cho năng lượng hóa thạch. Câu số 6, trình bày sự phân bố dân cư Trung và Nam Mỹ. Thì với câu hỏi này chúng ta trình bày ngắn gọn. Dân cư Trung và Nam Mỹ phân bố không đồng đều, đông đúc ở vùng đồng bằng ven biển và thưa thớt ở vùng nội địa, rừng Amazon. Câu số 7, đây là một cái câu kỹ năng. Chúng ta phải xem bản đồ và viết câu trả lời theo yêu cầu. Thì trong câu số 7 này yêu cầu các em kể tên các đồng bằng ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Sau khi quan sát cái bản đồ tự nhiên các khu vực Trung và Nam Mỹ trong tập bản đồ địa lý lớp 7 trang 24, chúng ta sẽ quan sát cái bản đồ mà chúng ta xác định được là các đồng bằng ở khu vực Trung Nam Mỹ thì gồm có 4 đồng bằng: đồng bằng Orinoco, đồng bằng Amazon,
đồng bằng La Lata và đồng bằng Pampa. Đó, các em thấy trên màn hình là bốn đồng bằng đó cũng đã được cô xác định vị trí trên bản đồ. Câu 8 tiếp theo cũng là một câu kỹ năng, là các em sẽ xem bản đồ về một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ, rồi sau đó hãy xác định kể tên các đô thị có từ 10 đến dưới 20 triệu dân. Thì với cái bản đồ này chúng ta xem và chúng ta cũng dễ dàng xác định được có 4 đô thị có từ 10 đến dưới 20 triệu dân. Đó là đồng bằng Rio de Janeiro, đồng bằng Buenos Aires, đồng bằng Lima, và thứ tư là, cô xin lỗi, đô thị Rio de Janeiro, đô thị Buenos Aires, đô thị Lima và đô thị Bogota. Đó là các đô thị có từ 10 đến dưới 20 triệu dân ở Trung và Nam Mỹ. Như vậy lời dặn dò dành cho các em đối với cái nội dung ôn tập này là các em sẽ ôn tập theo nội dung trong bài, hoàn thành các phần câu đáp án đúng trong cái đề cương ôn tập. Cô chúc các em làm bài thật tốt nha. Xin chào các em.